Let's go! Hãy ra khỏi bàn thu ngân! Wow! Woofoo và Pando vô cùng tò mò về máy tính tiền trong siêu thị. Trông nó kỳ diệu thật đấy. Máy đang hiện giá sản phẩm đó con. Tuyệt quá! Ái chà chà! Woofoo có một liên tưởng vô cùng thú vị. Không nơi nào! Cô cha già cháu đi à? Nhưng hai cháu làm gì có mã vạch? Tớ có cái này hay cơ? Nào chúng ta cùng xem cách của Woofoo là gì? Ấy tự lấy bút màu để vẽ mã vạch cho chính mình. Này, anh có thấy hai đứa nhỏ vừa ở đây không? Và trèo lên bàn thu ngân như này là sai. Chỉ có hàng hóa mới có mã vạch và giá tiền thôi nhé. Xin lỗi cô ạ, chúng cháu hứa sẽ không làm vậy nữa. Các bạn cũng nhớ đừng nghịch ngợm trong siêu thị nhé. Con người không có mã vạch để tra giá đâu Lucy. Một màu trắng tinh. Sao thế nhỉ? Để con kiểm tra. Con chuột này từ đâu chui ra vậy? Mẹ ơi, mẹ ơi! Chuột cắn hỏng dây điện của máy giặt rồi. Ôi, có chuyện gì mà Lucy hốt hoảng thế nhỉ? Ngày mai con cần dùng chiếc váy này mẹ ạ. Mình mang đến tiệm giặt thôi. Hôm nay là lần đầu tiên hai bạn nhỏ được mẹ đưa đến tiệm giặt là. Thích quá. Mẹ Piggy chính là chủ cửa hàng này. Chúng tôi cần giặt số đồ này trong hôm nay. Được rồi. Hả? Woofoo, Lucy, hai con đâu rồi? Ở đây không phải chỗ để hai con đùa nghịch. Hả? Xin chào. Hả? Hả? Cô còn sót chiếc
chiếc váy trắng này nên chúng cháu để vào giúp cô rồi ạ. Ôi trời, như vậy thì chiếc váy trắng sẽ bị dính nhem nhuốc các màu khác nữa đó. Hả? Hả? Con xem, nếu các con không tự ý động vào đồ đạc ở đây thì đã không xảy ra chuyện như này, đúng không? Thôi, nín khóc nào, mẹ sẽ mua tặng con chiếc váy mới nhé. An toàn khi lái xe. Wow, Gufu, Pando và mẹ Gufu vừa mua xong đồ ở trung tâm thương mại. Giờ thì về nhà thôi nào. Hả? Con muốn ngồi cạnh mẹ ạ. Cùng đi nào. Pando, âm thanh của cái loa xe ô tô nhà tớ nghe hay lắm. Nghe này. Nút nào là để bật loa nhỉ? Ôi không, Vũ Phu ấn nhầm nút bật cần gạt nước rồi. Bảo tàng kia to quá. Chờ chút đã chứ. Hả? Dừng lại nào. Như thế nguy hiểm lắm đấy. Ôi, mẹ có thể mất lái và gây tai nạn đó. Con ngồi xuống với bạn đi. Nhìn này, đồ chơi của tớ còn bay được cơ. Trời ơi, máy bay đồ chơi đang chắn tầm nhìn lái xe của mẹ, khiến mẹ không thể quan sát được đường đi. Dừng ơi. Không được lái xe lạng lách, đánh võng như vậy, nguy hiểm lắm. Tôi rất xin lỗi. Chúng cháu xin lỗi ạ. Chúng mình trở về nhà rồi chơi tiếp nhé. Ứng xử tốt tại sân bay. Gufu vừa nảy ra ý tưởng gì vậy? 3, 2, 1. Ôi không. Người đến cánh cửa kia chưa là thắng nhé, Lucy. Xin lỗi bác. Đừng làm vậy nhé hai con. Hai con đã có thể bị thương. Ôi, thật là may mắn. Suýt chút nữa hai anh em đã gặp nguy hiểm rồi. Lucy. Mình chơi trốn tìm đi anh. 1, 2, 3. Oh.
Này Gu Fu, cháu đang làm gì vậy? Anh đây rồi. Hả? Đây, hành lý của cô. Đừng chạm vào hành lý của người khác nhé con. Con biết lỗi rồi ạ. Chán quá ạ. Này hai cháu. Ôi trời, không chỉ nằm chiếm hết chỗ ngồi, hai anh em còn làm bẩn hết cả ghế nữa. Hai con, đừng để chân lên chỗ ngồi nhé. Và chỉ ngồi chỗ của mình thôi. Hano, hai anh em đã lau sạch những vết bẩn mà mình đã gây ra. Cảm ơn hai cháu. Bố sói trông dữ dội quá. Đi làm cùng với bố. Cùng đến sở thú thôi nào các con. Okay. Tôi nghe. Nhất trí. Bố có việc gấp ở cơ quan rồi hai con. Chúng con sẽ đi cùng bố, rồi ta đến sở thú sau cũng được ạ. Cha, các bạn nhỏ đã được đến cơ quan của bố mẹ chưa? Hai con chơi ngoan trong khi bố làm việc đấy. Để con giúp bố. Gu Fu và Lucy đang rất vui khi được khám phá văn phòng làm việc của bố. Cảm ơn con đã giúp bố. Nhưng hai con có thể ngồi chơi rồi. Có ai ăn bim bim và uống nước không? Đầu anh đã được bảo vệ rồi nhé Lucy. Anh ơi. Hai anh em định làm gì đây? Trời, hai anh em định đua ghế xoay ư? Các con không được phép tự ý nghịch ngợm như vậy đâu, nghe chưa hả? Con xin lỗi ạ. Nhưng cũng may là không ai bị thương. Giờ thì ta dọn dẹp trước khi đến sở thú thôi nào. Được chứ? Không đùa nghịch trong nhà hàng. Mẹ sẽ đi lấy đồ ăn. Ngồi đây và đợi mẹ nhé hai con. Vâng ạ. Ôi, Gu Fu và Lucy thật là ngoan. Hmm.
trời, Quốc Phu mang theo hẳn trực thăng điều khiển từ xa đến. Được đây. Hai anh em định làm gì đây? Của em này. Gấp nào. Hả? Này, hai con không được chơi đùa như vậy trong nhà hàng. Vâng ạ. Xin lỗi mẹ, cũng vì chúng con đói quá nên. Không sao, lần sau đừng làm vậy nữa nhé. Vâng ạ. Của hai con đây. Lucy. Mình có thể ăn chơi ở dưới này mà không làm ảnh hưởng tới bất kỳ ai hết. Được ạ. Chúng ta cùng xem ý tưởng này của Woofu có thực sự là một ý tưởng hay không nào. Ngạc nhiên chưa? Ôi không. Kìa, đừng chơi cái này, nguy hiểm lắm đấy. Đã nhớ bài học của tập phim này chưa? Ôi trời, đôi môi quyến rũ. Ý tưởng gì đấy nhỉ? Giờ thì để xem em hét thế nào được đây. Ôi, trong đôi môi của Casper kìa. Phải làm gì với môi của Casper bây giờ? Chị cứ cấm em làm cái này đến cái kia. Em không muốn chơi cùng chị đâu. Casper thật sự giận rồi. Các bạn không nên làm theo hành động của Cat đâu nha. Để chị giúp môi em bớt sưng nhé. Hiểu cách này có hiệu quả không? Dù môi chưa lành lại, nhưng ta có thể thấy Casper vẫn luôn yêu chị Cat như vậy đó.
Và có một chị cát rất quan tâm em trai nữa. Wow. Cảm ơn chị đã lo cho em. Đương nhiên rồi, em là em trai yêu của chị mà. Tại chị nên mua em mới như thế. Chị xin lỗi nhé. Chiếc váy Pop-It của Lucy. Vuf vuf, Lucy. Mai là ngày kỷ niệm đám cưới của ông bà. Mẹ có quần áo mới cho hai con đây. Cha, một bộ gilet màu đỏ cho Vuf vuf. Còn của Lucy thì là một bộ váy màu hồng. Ôi Lucy, trông cháu xinh đẹp chưa kìa. Cháu Lucy. Ôi không, Vũ Phu và Bát Đồ chơi bắn xuống nước, làm ướt hết cả áo rồi kìa. Mình phải hết sức bảo vệ bộ váy này mới được. Giờ thì các bạn nhỏ cùng xem Lucy sẽ bảo vệ bộ váy của mình như thế nào nhé. Mẹ ơi. Lucy, đừng khóc mà, anh sẽ làm một chiếc váy khác cho em. Đừng lo Gúp Phu, bố đã có cách rồi. Dạ. Wow, cách của bố sẽ là gì đây? Ôi chào, các bạn nhỏ trông kìa, một chiếc váy bằng Pop-It. Con cảm ơn ạ. Ta-da. Lịch sự khi ở trên tàu. Cha, hôm nay nhà sói đi đâu thế này? Cô này đang bầu trông nặng nhọc quá, phải nhanh chóng ngồi vào chỗ thôi. Các bạn, hành động của Vũ Phu là đúng ngay sai nhỉ? Này, hai mẹ con sói ơi.
Vũ Phù còn cho cả chân lên ghế thì ai mà ngồi lên được nữa đây? Con chỉ được ngồi một ghế thôi. Con không được nằm dài ra như vậy đâu. Vâng ạ. Hành động này sẽ có hậu quả vô cùng nghiêm trọng đó nha. Sao con nghịch thế hả? Đùa như vậy vừa nguy hiểm và vừa ảnh hưởng đến người khác đấy. Con xin lỗi mẹ ạ. Chắc hẳn Vũ Phù đã có bài học nhớ đời khi đi trên tàu rồi. Còn các bạn nhỏ thì sao? Hãy ghi nhớ bài học ngày hôm nay nhé. Nhà bóng đặc biệt. Cùng tới nhà bóng chơi thôi nào. Ôi không, một cơn mưa rào bất ngờ ập đến mất rồi. Chúng ta đành đi nhà bóng sau vậy. Trong này, cả ba bạn nhỏ đều cảm thấy vô cùng hụt hẫng. Hay là chúng mình tự làm nhà bóng để chơi đi. Đồng ý. Chỗ này vẫn chưa đủ để làm nhà bóng đâu các cậu. Vậy còn bóng bay thì sao nhỉ? Cách này cũng không ổn rồi. Giá như mà có nhiều bóng nhựa thì tốt biết bao. Hay là chúng mình dùng robot sao chép của bố cậu đi ca. Chà, ý tưởng hay đó. Các bạn đoán xem liệu rằng cách này có thành công được không đây? Nhiều nữa. Wow, từng này bóng nhựa thì các bạn ấy có thể tha hồ chơi rồi nhé. Vũ Phù thật thông minh đúng không nào? 3, 2, 1. Các con ơi. Đây là sao vậy mấy con? Nhà bóng tự chế của chúng cháu đó bác. Thật là sáng tạo. Xóa sổ màu sắc. Con tẩy hết các màu đi rồi làm lại cho mẹ xem. Học đi đấy, Gúp Phu. Wow, đây là cây bút chì thần thánh, có thể tẩy được tất cả màu sắc. Hooray! Mình sẽ chẳng cần phải học màu nữa.
nếu như chúng biến mất. Chuyện gì thế này? Một điều vô cùng lạ lùng vừa mới xảy ra. Trông này, giờ các màu sắc ở làng sói đều dần dần biến mất. Ôi, Cúc Phu xóa cả màu da cam và màu hồng đi rồi. Giờ đây chỉ còn duy nhất một chiếc vali màu vàng. Là của tớ. Của tớ chứ. Là của tớ. Tớ chứ. Ôi không. Tớ xấu xí. Tớ chẳng thèm mua nó nữa. Cuối cùng thì trò đùa quá trớn của Quốc Phu đã bị mọi người phát hiện. Bắt lấy cậu ta. Chính Quốc Phu là người xóa hết màu sắc. Nhìn xem, nếu một ngày màu sắc biến mất thì sẽ gây ra rất nhiều rắc rối. Để tao xóa luôn cả của cậu. Tạ ơn Chúa, may là màu sắc vẫn ở đây. Mẹ dạy con học màu đi à? Mẹ ơi! Còn các bạn đã hiểu hơn về tầm quan trọng của màu sắc chưa nào? Dừng lại ngay, Lucy! Xem này! Các em, đừng có sờ vào đấy! Các con, tắm nhanh lên nhé! Vâng thưa mẹ! Xong rồi! Mình xinh đấy nhở? Cha, Lucy đang rất háo hức và muốn dùng thử đồ dưỡng da của mẹ để xinh đẹp hơn đây mà. Dừng lại, Lucy. Em không được bôi cái đó lên mặt. Chúng mình còn nhỏ, vì thế làn da rất nhạy cảm nên không thể dùng mỹ phẩm của người lớn được. Ôi trời, da của Lucy bị dị ứng và mẩn đỏ hết cả lên rồi kìa. Jenny. Mình phải xấy người cho Jenny thôi. Cứu em ơi. Ôi không. Ôi không, Jenny. Hai con, hãy để mắt tới Jenny nhé. Em ấy có thể nghịch ngợm rồi chạm vào các đồ dùng điện, nên sẽ rất là nguy hiểm đấy. Vâng thưa mẹ. Các bạn cũng nhớ để mắt tới em của mình nha. Lucy nên làm gì với sợi tóc thừa này nhỉ? Lucy, em không được làm vậy.
con vẫn còn nhỏ, sử dụng dao cạo râu có thể bị thương đấy. Hãy nhớ, không được tự ý dùng dao cạo râu nhé các bạn. Mẹ ơi! Đẹp rồi này! Tên trộm thế giác hôm nay lại có ý đồ gì đây? Dưa ngon thế này, trộm ta đây bán là giàu to ngay. Tên trộm dưa hấu. Dưa hấu của tôi, dưa hấu của tôi. Trời, chuyện gì xảy ra vậy? Ôi trời ơi. Ôi, tôi đã rất vất vả để chăm sóc chúng mà. Bọn mình phải bắt được tên trộm nó thôi. Cùng xem hai bạn nhỏ sẽ tìm ra tên trộm như thế nào đây. Tôi nghĩ là tên trộm chắc chắn sẽ còn quay lại đây. Ôi không, hai bạn nhỏ tự ý ra ngoài, đối đầu với tên trộm là vô cùng nguy hiểm đấy nha. Liệu hai bạn nhỏ có an toàn khỏi cơn tức giận của trộm tê giác không? Mẹ ơi! Trộm! Trộm! Có trộm! 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 Tên trộm phải trốn ở đâu bây giờ? Tên trộm đâu rồi? Mình ơi, ta cất quả dưa này đi nha. Người tính không bằng trời tính đâu nha, trộm tê giác ơi. Đứng lại đó. Lần sau các con phải gọi người lớn khi thấy điều bất thường nhé, không được tự ý hành động như vậy. Giả ma thành thật. Được rồi, bây giờ cả nhà lên xe. Tôi sẽ cho tất cả về đồn ngay lập tức. Cảm ơn nha, Goofy. Ôi không, gia đình sói đã dính bẫy của kẻ xấu rồi. Trời ơi, có rất nhiều gia đình đều bị nhốt ở đây. Goofy, cẩn thận. Hey.
Cầm lấy này. Bắt đầu thôi nào. Một cây làm chẳng nên non. Giờ có bốn cây cùng cố gắng đó nha. Nguy hiểm hơn nhiều rồi kìa. Tiêu diệt hết chúng đi. Không ngờ đúng không? Lucy đã ấn nút hoán đổi rồi. Wow, Lucy luôn quan tâm anh trai như vậy đó. Nhanh lên. Anh trai tớ khỏe nhất. Mình tham gia nha anh. Anh có phù yếu thế, sao mà thắng được chứ? Wow, cơ bắp cuồn cuộn luôn. Đố các bạn đoán được là ai đó. Không sao đâu, em nghĩ tập luyện chăm chỉ là được. Cố lên. Ít rồi, Lucy luôn là hậu phương vững chắc cho gốc phù đó nha. Chúng ta hết củi rồi, anh mau bổ thêm củi đi. Không những vậy, Lucy còn chăm sóc anh trai rất chu đáo. Nhưng Nancy lại hoàn toàn trái ngược. Mười.
Tớ đi tìm đây. Nhưng ngồi không, người tính không bằng trời tính rồi, alien ơi. Hả? Pando chỉ cần có táo thôi. Đúng là dễ quá đi. Tinh thần của Goofu đang lên rất cao. Trời, Molly đã ngủ được một giấc rồi. Molly! Xin chào. Đây đây. Alien và Pando, định đưa Molly đi trốn ở đâu? Với căn phòng tàng hình này, Goofu sẽ phải đi tìm cả ngày mất. Hả? Mình vừa thấy bóng người mà. Là ai? Mau ra ngoài ngay thôi. Hả? Mày vào trong đó tìm em rồi đấy. Lucy ơi. Hả? Mẹ sói không mà nguy hiểm, để lao vào đám cháy tìm Lucy. Lucy! Oh. Nhưng cứ thế này, mẹ sói sẽ bị thương mất thôi. Ôi không! Hả? Con đây rồi. Mẹ tưởng con bị kẹt trong nhà rồi. Con xin lỗi vì đã hiểu là mẹ. Hả? Mẹ vẫn luôn yêu bọn con như thế. Hãy luôn hiểu và trân trọng bố mẹ của mình nhé. Các bạn ơi. Siêu thị tại nhà. Hôm nay trời mưa to quá các con à, chúng ta hoãn đi siêu thị sang ngày mai thôi.
có sáng kiến gì thế nhỉ? Chào mừng quý khách đến với siêu thị mini của chúng tôi. Ở đây có nhiều đồ chơi quá. Lucy sẽ chọn món nào nhỉ? Nhanh lên nào, Lucy. Của em hết 5 đô. Nhưng yêu xa là của em mà. Không, không, chúng ta đang chơi mà em. Thế thì em sẽ không mua nữa. Em làm thay anh đi. Chán thật đấy, chỉ toàn là đồ chơi cũ của bọn mình. Mẹ đang đi tìm cái gì thế ạ? Mẹ đang tìm cái giỏ đựng đồ. Quý khách có muốn mua cái giỏ này để thay thế không? Wow, giỏ đồ bằng bìa cắt tông thật đẹp. Được rồi, vậy tôi lấy cái này. Của quý khách hết 10 đô ạ? Bố có khăn nước không ạ? Bố có, con gái à? Hano, siêu thị của Goofu và Lucy đã sáng chế ra rất nhiều đồ dùng hữu ích cho bố mẹ. Trò chơi này thật vui, đúng không các bạn? Yeah. Mẹ thiên thần, mẹ ác quỷ. Đến giờ đi ngủ rồi. Chưa mà. Giả vờ khóc để ăn vạ sao? Ước gì mình có mẹ mới nhỉ? Sừng đỏ, cánh đen và đuôi. Mẹ đây ư? Mẹ ơi, sao nhìn mẹ lạ vậy? Đừng bận tâm đến điều đó. Cảm ơn mẹ. Ôi trời, ăn quá nhiều đồ ăn nhanh không tốt đâu con. Ôi không, mẹ thiên thần tan biến mất rồi. Cứ tiếp tục đi con yêu. Ôi trời, Phúc Phu ăn nhiều đến nỗi không bước đi được luôn này. Sự chiều chuộng này chỉ là một cái bẫy thôi.
đeo nó lên ngay. Mano, lần này thì mẹ thiên thần đã giành chiến thắng. Mẹ ơi. Wuffu, nếu mẹ cứ nuông chiều con thì con sẽ trở thành một đứa trẻ hư và ốm yếu. Con hiểu rồi ạ. Mày quá, đó chỉ là một giấc mơ mà thôi.